Xin chào các bạn và mọi người ha. Thì nãy máy quay hạt xong thì bây giờ qua bên Trạch Già các bạn ơi. Trường Hùng ha, thì ở đây cặp 93 anh đang múa lửa nè các bạn. Đó thì từ ở trong miếng này nè. Đó anh múa dài ra. Nhưng mà chưa hết vỡ này còn dính cục lửa nha anh em. Đó. 93 này đang kêu bán luôn nghe, được giá bán luôn nghe anh em ơi. Ăn một quả luôn chứ nó báo quá báo rồi. Chạy hồi lột cái mương nè anh em ơi. Đó. Rồi mắc lầy đó các bạn ơi, coi như mắc lầy 90% ha. Máy này cũng chạy già các bạn ơi. Đó. 93 nó hư, nó bị gì nhiều anh em. Nó hay lắm. Đó, chạy lọt mương nè. Tại vì sao chứ nó cái lường nó bị ấy, nó kéo gom anh em, nó kéo nó về nó cọ lường nó ra tới ngoài đó luôn rồi. Chạy sang qua kia luôn nha các bạn, chạy qua cái mương nó rớt cục gom xuống là ok. Còn nó không rớt thì nó mất lầy luôn nha anh em gắng theo dõi nha. Còn dính cục gom ở dưới cái lường các bạn ơi. Quá lúng anh em ơi, nãy mình đi ngang khúc kia thì nói chung thấy anh xanh nhóc hết trơn. Đầu này nước nhiều lúng nữa. Đầu này thuộc về Kiên Giang á, còn kênh trên kia là Cần Thơ, cái này nó dắt ranh Cần Thơ Kiên Giang. Này ngay cầu Đường Dông người lên cầu Kinh Ganh người lum la chứ các bạn ơi. Và mắc lầy luôn đó anh em ơi, mình đón hay lắm, mình quay máy chuyên nghiệp mà nói mắc lầy này mắc lầy vậy thôi. Không có chạy khỏi đâu anh em. Rồi đợi trăm năm lại kéo anh em mà đợi tôi quay anh. Chạy máy kéo lầy kìa. Lầy kìa. Lầy ơi. Đây chạy phi ôm nè. Thì chạy phi ôm hôm út phi ôm không bo mấy nhỏ kia nó giấy từ dây sơn rồi giặt rồi dưới mắt lầy trương trương rồi. Biết làm không? Biết lá là 105 không? Trời ơi, mẹ nhìn không biết phải không nữa. Má chạy vào nhà đi, chia chia cho chị làm gì? Tám cứu nhà vậy? Tám cứu nhà rồi đi về được không? Biết gì vậy? Đi về được không thật? Trời ơi, đi giờ. Mẹ là nghỉ đi. Chân này là còn con đó nó mới gọi đó phải không? Vậy? Đó nó mới gọi đó phải không? Còn mới đang chạy đó. Mới đang chạy nữa à. Rồi, cỡ 5-6 giờ rồi đó ơi. Chạy hả? Chạy không? Chạy cái này hả? Để biết dạng đó. Chuyên anh em. Ở đây chạy dạng các bạn. Chạy máy nói với anh em là ổng như quỷ chứ đó anh em. Nãy vừa quay rồi đó, mọi người né né anh ra nha. Chạy không? Chạy không? Chạy đứng dạng chưa? Ủa? Dữ lắm anh em ơi, để kéo lại cái mới được. Bờ đất lúng kìa, thấy hết ham không? Trời dài chạy quá chạy các bạn ơi. Rồi ve tới luôn rồi mắc lầy luôn nè. Anh nó mà bên kia nghe anh em. Là nhúc nhích gì bả nó. Được không trời, ông nội này biết chạy không trời. Lên nó chết rồi ông ok, mày đủ má, mày đem mày kéo mày đâu bây giờ kìa. Nhúc nhích ra đó hồi dính cứ ngắt luôn rồi kìa. Rồi luôn, lên bà hình hơi lên. Xong luôn rồi đó ơi. Tên cũng què họ. Họ lọt xuống cái mương luôn nè, nằm bên bánh bên xích bánh xích ở ngoài quan cứt luôn nè. Mương dưới bờ vậy. Mương giữa. Mương giữa vô góc đầu thì tại mày nó sập sập cái đất xuống rồi.
Rồi anh em ơi, anh em thông cảm đi, chợt không biết chạy máy hết thể hiện. Mẹ không biết chạy không làm từ hết thể hiện. Kêu kêu mày ra đó Khang ơi, tắt máy rồi, kêu mày ra đó Khang ơi, ra đi con ơi. Rước luôn rồi. Ô lên rồi, lên rồi. Quay vé không được, quay đất này vé không được, quay vé chìm đầu xuống quay. Vậy tới cũng mắc lầy rồi quay. Vé tới cũng lầy chứ không quay. Đất này kỳ lắm. Gì đó bên đây chữ hai hướng lên thấy bỏ dò vậy. Rồi khoảng cỡ tiếng đồng hồ ảnh quay được cái máy lại, anh kéo cái 93 nha anh em. Thì hồi nãy trong này người ta quay người ta kéo đi chạy cả lạng cho trong mắt hết một tiếng đồng hồ mới quay lại được. Mà ngăn gì đó. Này cái mặt của ảnh anh em. Già chứ ngu như quỷ gì. Đó. Già, già cả. Mà lặn giờ đâu biết chạy đâu, mình bữa nay là xế đang đám cưới hết trơn, đeo lên chạy đại các bạn ơi. Biết quậy chạy hí 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 gì đó. Chạy ẩu lắm nha anh em né né anh ra nghe, chạy ẩu lắm. Thì lầy cũng dở nữa. Rồi chơi nha anh em. Có cái cục mới lớn nữa nè. Tao lại được. Rồi hai chiếc kéo hầm hầm gì trôi các bạn ơi. Cái 93 nó bị động lường quá sâu rồi. Rồi bắt đầu giật nè anh em, đứt dây xích nè. Nó lên anh em lên. Lên anh em ơi. Lên. Lên. Nó lôi cái cuốc nè. Nó bị đột cái lường các bạn. Rồi nó lôi nó lên gò lắm nha. Rồi đó quê, buổi mở dây ra quê, mở dây dây hẳn tới luôn đó quê. Thà lẹ coi, cái gì đám cứ mà. Chủ má ngồi đó tiền, nó tiếng hồn mà đứt lên cũng là mập lộ luôn á. Má chụp con gái thì rồi. Rồi mặt lại xuống. Chịu lên chạm đủ má cho mẹ biết 16 chuyện nữa. Chứ trong này không dám vô nè, quá lúng. 93 giờ đâu dám vô trong đây đâu. Chạy ngoài kia không các bạn ơi. Đây, chậm lẻ nè. Đồng này thuộc Kiên Giang anh em, chắc thuộc gì dùng gì Kiên Giang các bạn ơi. Giáp ganh với đỏ Cần Thơ đó nè. Hai cây này máy này ở Tân Hiệp. Tân Hiệp qua ha. Thì cỏ ở bên Tân Hiệp lạnh qua. Mà hai cái máy qua nay cắt có 4 ngày nay 180 công mà chưa rồi anh em, quá lúng. 4 ngày các bạn. Đắt thì anh em nhìn nè. Cá lúng ở đây, ở đó thì anh em nhìn đây nó đi. Đó, một số khu ở đây cắt là bỏ và cái đầu dạc này lại luôn nha nè. Bộ sưng làm sao thì không biết, cái mùa này nó quá lúng các bạn ơi. Yeah.
Rồi xin chào các bạn và mọi người á, thì bên mình có nhận làm áo theo yêu cầu cho anh em máy cắt ha, máy cài đồ. Thì nói chung bên nông nghiệp thì máy nào mình cũng làm hết chứ các bạn. Thì anh em nào có heo mà neo đội mà đặt thì liên hệ thì mình để số Zalo anh em kết bạn, mình gửi mẫu cho anh em coi. Để có để tên đàng hoàng ha, thì rất là nhiều mẫu. Thì anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình ha, hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại trên màn hình. Rồi chào mọi người ha.